Kính thưa quý vị, Bác Hồ, vị cha già kính yêu của dân tộc, người là linh hồn của sự nghiệp cách mạng Việt Nam ta, nghĩ về bác, nhạc sĩ Trần Trung đã gửi gắm tâm tư tình cảm qua ca khúc Đêm Trường Sơn Nhớ Bác. Nối tiếp chương trình, trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục múa Đêm Trường Sơn Nhớ Bác với phần biểu diễn của các vũ công đến từ câu lạc bộ dân vũ Làng Tứ. Đến đội văn nghệ xã chuẩn bị vào để khớp nhạc nhé. Mang nhạc vào đại đội văn nghệ xã. Okay.